Ồ, em cách trê cả nhà ơi. Cá lóc, Em cá mới lóc cả lên đây nhà coi ơi. cá gì đây. Lại là em tê tượng. Ồ, dính cả nhà ơi. Được một em cá lóc cả nhà ơi. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê của tụi mình. Hôm nay nay đầu mùa mưa, anh em mình đang chuẩn bị đi cắm câu cả nhà. Bây giờ mình đã mới vừa móc mồi xong. Hôm nay mình cắm câu bằng mồi mồi trùng đất cả nhà. Có nhiều nơi kêu bằng rung đất cả nhà. Rồi, mời cả nhà theo chân mình đi cắm câu. Hy vọng hôm nay là sẽ được một số cá cả nhà. Cả nhà. Đây trùng của mình móc sẵn rồi, mình đi tới chỗ mình cứ việc mình cắm thôi. Hôm nay trời mưa rất là to, nước hiện tại nó cũng lên dâng cao, rất là lý tưởng. Mình cũng không biết là có thể là có cá hay không, cũng hy vọng là nó sẽ có cá cả nhà. Đây, trời mới vừa mưa, mưa mà nước lên cũng hơi cao cả nhà. Mình tiến hành cắm số câu của mình. Hôm nay mình đi cắm được 28 cần câu rồi cả nhà. Hiện tại giờ cũng 6 giờ mấy rồi. Mình đi cắm rồi xíu nữa mình sẽ đi thăm. Okay. Nghe cả nhà. Hiện tại giờ mình cắm cần này cũng là cần cuối rồi. Rồi tối hiện tại bây giờ cũng đã 7 giờ rồi. Để tối mình cắm xong cần này mình sẽ đợi khoảng tầm khoảng 9 giờ mình sẽ đi thăm lượt đầu tiên cả nhà. Rồi mình đi thăm, nếu có dính thì mình sẽ quay cho cả nhà xem thành quả của mình cả nhà. Rồi chào cả nhà. Đây cả nhà, lúc nãy mình vừa đi cắm về rồi mình trên đường về mình thấy cái con câu nó miệt rồi cả nhà. Ồ, không biết em cá gì đây, mình dở cái con câu lên cho xem cả nhà. Ồ, em cá trê cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Cá trê trắng khá là to nha. Thấy một cái gió thấy nó hơi mát mát rồi cả nhà, trên đường mình đi cắm về mà dính được cá luôn, tuyệt vời tuyệt vời. Rồi cả nhà, bây giờ đã 8:30 rồi, bây giờ mình tiến hành đi thăm câu cả nhà. Nếu mình thăm mà có dính cá mình sẽ quay cho cả nhà xem. Mời cả nhà theo chân mình nha. Đây cả nhà, mình mới vừa thấy dính được em cá rồi. Đó, nó miệt. Ô. Miệt lúc cần câu luôn. Quá rồi. Đây, lại là một em cá trê cả nhà. Quá tuyệt vời. Cá trê trắng luôn cả nhà ơi. Khoa đã. Im. Rồi, để mình tháo cá ra cả nhà. Đây, em cá trê của mình vừa tháo ra được ra cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Ngon. Đây, mình lại thấy một em cá nó miệt con câu nữa cả nhà. Đó. Quá, để mình dở lên để xem cá gì đây. Cá lóc cả nhà ơi. Ủa, lại là cá trê à. Lại là trê trắng nữa cả nhà ơi. Dở lên thấy nó đen mun xì lì, tưởng nó cá lóc, bây giờ cá trê trắng. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, để mình tháo con cá này ra cả nhà. Rồi, mình vừa tháo con cá ra xong, bây giờ mình móc mồi mình cắm lại cả nhà. Ok luôn. Cắm lại xem này. Còn em cá nào nữa không? Hôm nay
Hôm nay trời mưa nước lên, hình như cá trê khá là nhiều hay sao cả nhà. Nãy giờ được 2 em rồi. Rồi, mình tiếp tục thôi. Cả nhà, gần này lại dính một em cá nè. Mình mới lại, mình thấy nước trong trong, mình thấy được em cá lóc hay gì cả nhà. Đó, 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 em cá bé. Đó, đó, cả nhà thấy không? Dính câu rồi. Rồi, dở nó lên cả nhà. Quá ha. Em cá lóc hơi nhỏ cả nhà. Rồi, để mình tháo em cá này ra cả nhà. Nè cả nhà, thành quả của lượt đi thăm câu đầu tiên của mình, được 2 em cá trê, 2 em cá trê với 2 em cá lóc hơi bé cả nhà, 2 em cá lóc hơi nhỏ, 2 em cá trê trắng, quá tuyệt vời. Với lúc nãy mình dính được em nữa nè cả nhà. Thành quả lượt đầu tiên của mình là được 3 em. Và mình đợi xíu nữa mình sẽ đi thăm lượt thứ 3 cả nhà, thứ 2 cả nhà. Ok. Nha cả nhà. Bây giờ mình đi thăm câu lượt thứ 2. Mới ra mình thấy được em cá nó quật câu quá cả nhà ơi. Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Cá tiêu tượng cả nhà ơi. Quá. Ý, quá ok luôn. Rồi, để mình gỡ con cá này ra cả nhà ơi. Bây giờ trời đã sáng cả nhà. Bây giờ mình tiến hành mình đi cuốn câu cả nhà. Đi cuốn câu nữa mình có dính mình sẽ quay cho cả nhà xem. Chút xíu nữa mình sẽ quay cái thành quả cho cả nhà xem như thế nào cả nhà. Lúc tối qua mình cũng được 3 con cá trê với một con cá tê tượng. Cũng hơi to cả nhà. Rồi, theo chân mình đi cuốn câu cả nhà. Anh cả nhà. Mình lại mình thăm câu, mình thấy cái cần câu của mình nó gãy luôn, cái cần câu nó lúa nó dính cá nó gãy luôn rồi cả nhà. À, cá này chắc cũng to đây. Để mình đi mình kiếm coi có cơ hội. Cái mương này cũng nhỏ rồi cả nhà. Kiếm nó coi có lúa lá lúa lên rồi mình lượm đầu nó. Đây đây cả nhà. Mình mới ra thấy cần đầu tiên cá nó quặt quặt câu cả nhà ơi. Để mình kéo nó lên coi cá gì đây. Lại là em tê tượng. Ok. Quá ngon shit. Rồi, để mình tháo con cá này ra cả nhà ơi. Đây, nghe được một em cá hay gì nè cả nhà. Đó, miệt càng câu nhẹ nhẹ nè. Bạn hả bạn. Một em cá lóc cả nhà ơi. Xí. Rồi, để mình tháo con cá này ra cả nhà. Quá ok luôn. Đây. Đây được một em cá nước cạn lú đầu lên luôn cả nhà. Nó sắn rồi, cá này dính cũng sớm bây giờ cũng chết rồi cả nhà. Cứng đơ rồi. Em cá lóc quá tuyệt vời luôn. Em này cũng dính giải chắc cũng nhiều lắm. Dây câu sắn lên lúc luôn. Quá dữ. Ok, để mình tháo nó ra cả nhà. Đây là có một em cá. Cá nó dính rồi nó sắn vô đây. Nó kéo cái đọt cần câu mình quấn xuống luôn cả nhà, mà không biết nó còn dính hay không này. Mình dở nó lên thử coi. Còn dính cả nhà ơi. Ý. Được một em cá lóc cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Mình tưởng đâu nó không nhúc nhích rồi, tưởng đâu nó sảy không ấy chứ. Ai em cá lóc này cũng khá là im. Rồi để mình tháo con cá này ra cả nhà. Đây cả nhà, thành quả của tối hôm qua mình cắm câu. Đây, mình được 3 em cá trê trắng với 4 em cá lóc. Có 2 em hơi nhỏ. Em này dính câu hơi sâu nên nó bị ngộp, nó ngủm rồi cả nhà. Đấy, với thêm 2 em cá tê tượng nữa cả nhà.
hang cá tư tưởng khá to, quá đã luôn, tuyệt vời. Rồi, video cắm câu của mình tới đây mình cũng xin kết thúc rồi cả nhà. Nếu cả nhà thấy xem video thấy hay và thú vị thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký cả nhà, để cho mình có động lực để mình phát triển kênh tốt hơn và là ra những video hay hơn cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà.